cái nước sơn màu xám đen cho các bác thấy rõ ha, là nó như màu zin 100% hoàn toàn, sơn zin chính hãng nhập nguyên lọ về luôn nha các bác. Rồi ok, đây em sẽ thử trên cái màu xám đen của cái đùi 47 nha. Đó, sơn zin hoàn toàn 100%. Rồi các bác thấy rõ chưa, đây rất là mịn, rất là đẹp luôn. Rồi bác nào quan tâm mua hàng thì liên hệ số điện thoại là 0 0965566557 nha các bác. Hello, mình chào thầy các bác. Thì hôm nay em sẽ thử cái nước sơn Kubota Zin chính hãng này. Là ở đây em có được hai màu, màu xám và màu cam ha các bác. Thì hôm nay thì em sẽ thử cho các bác thấy là cái nước sơn nó là chính hãng nó sẽ như thế nào ha. Rồi cái màu này thì nó là Zin chính hãng hoàn toàn 135.000 chai nha các bác. Giá bán 135.000 chai. Bây giờ em sẽ test màu cam lên chỗ phần này trước nha. Đó, quá đẹp nha các bác. Rồi đó, đây tẹp màu xin 100% hoàn toàn. Đó, đó rồi ok, một hồi nó đi lọc nước nữa là ok nha các bác. Rồi các bác thấy rõ chưa, đây là cái màu sơn của em, nó cực kỳ đẹp, nước sơn zin hoàn toàn 100% đây, 135.000 chai, em miễn phí vận chuyển cho các bác hết nha. Rồi các bác thấy rõ chưa, đây cái màu mới sơn lên nè, quá đẹp. Em xịt lên cái máy thử nha các bác. Rồi ok, đây là cái màu zin của em đó ha. Thì cái màu này nó sẽ sáng hơn tại vì nó mới nha các bác. Rồi đây, rồi y gan, có thấy rõ không? Đó, sơn zin 100% hoàn toàn nha các bác. Sơn zin chính hãng của Thái. Đây, loại này chai 135.000 chai các bác. Em vận chuyển tận nhà, giao hàng nhận tiền cho các bác hết nha. Rồi, để tiếp tục. Rồi, các bác thấy rõ chưa? Rồi, các bác nào quan tâm mua hàng thì liên hệ số điện thoại là 0965566557 nha các bác. Rồi, nay em mới về được mười mấy thùng nữa đây. Rồi, em đi test cho các bác xem ha. Rồi, ok, cảm ơn các bác có quan tâm ạ. Xịt xong rồi em lau rồi nha. Để thôi, có nhiều bác vô nói là máy mông má rồi nha. Để em xin mượn cái máy để em thử thôi nha các bác.